rất là lạ. À, đây sáng rực luôn nhá. Sáng mà. Cả nhà ơi, đây là bến phà của Vĩnh Long. Đấy. Buổi chiều bến phà Vĩnh Long. Em đang đi review. À, tí nữa phải review đồ ăn rẻ ấy. Buổi tối ở bến phà Vĩnh Long rất là bây giờ đi vòng quanh biển cả ra sao. Thật ra là người Bắc của mình ấy vào ăn đồ Nam này ngọt lắm, khó ăn. Đánh tem cho những vào đây rất rẻ. Đó, đi đã. Đi đâu đi, đẳng đi. Vâng, cháu đi tàu nhà hàng Sông Tiền. Ờ, chúng ngủ về à. Có tí nó về đặt điểm ở đây ăn ở nhà cái tờ nhà thuyền này. Hả? Chúng cháu đi ngắm đã. Không, thì đi đẳng lên đi lên đẳng công viên đó đi đâu á. Đi đâu? Dạ, đi tham quan ạ. Tàu gì chứ. Đi quay phim gì á. Con chạy đi đẳng cái đường này cũng lên chứ nghe. Vâng ạ. Cái biển Vĩnh Long ấy đẹp lắm em ạ. Đẹp mê luôn. Đấy. Mà thế mày lúc chưa mưa bây giờ tại. Ở đây quán xá đồ ăn vừa rẻ mà lại vừa đẹp, review. Ông à, nghe có bài hát cơn mưa bất chợt. Vào đây mình mới thấy có cơn mưa bất chợt, tự dưng mưa rào phát to, rõ to xong rồi tạnh. Thank you.
ra chợ. Nên nó dọc, chỉ có vòng quanh cái dọc ngoài nơi đúng biển không? Biển này thôi, ven biển. Đây là có cả đèn vành đây này. Để ý xem mà xe xăng nhá. Ôi, xăng xăng. Ướt, đầy bình. Tao mà lượn. Xăng đầy bình, tiền đầy túi, tình đầy tim, điện thoại đầy pin, tình đầy tim, tao mà lượn, lượn đến tháng về. Mày đi chơi mút chỉ. Khi nào thấy em xuất hiện ở Hòa Bình lúc đấy là em cạn tiền, cạn tình nhá. Để ý đừng viết cái loa ở dưới đây đi là nó tịt đấy. Thank you.
chơi mát mặt luôn. Mát mặt luôn. Mát mày, mát mặt. Đây đường chị em mình vừa rẽ đây này. Dừng đây kiếm đôi dép lê này. Chào chào bà Tuệ Tâm nhá. Chào em Phương Thủy. Chị đang đi chơi dạo phố Vĩnh Long này em này. Để xe máy đi lượn lên khắp phố phường luôn. Đường Lê Lai. Right.
ta đi vào chợ Vĩnh Long nào. Đây. Chợ Vĩnh Long đây cả nhà nhá, tối rồi. Đấy. Chợ rau củ quả Vĩnh Long. Đi để xe ở đây, đi. Cho chị gửi xe ở đấy một lát nhá. Đấy, em mặt tôm này. Chợ Vĩnh Long. Đây, tí vòng vào đây này chị này. Chào em Ngọc Huyền. Dâu tây này. Quả gì đấy? Quả gì đấy? Quả lúc này ăn ở nhà bác Tòng ấy. Quả quả cherry. Quả cherry. Phúc Tùng. Chào em Phúc Tùng. Đây ạ. Ba tiền một cân chôm chôm bà ơi. Chôm Tiền Giang. Chôm Tiền Giang này cả nhà ơi, ngon lắm, tươi. Ba. Dạ. 20.000 thôi hả? 15 thôi chứ vào đây phải rẻ hơn. Ra đến ngoài bác của cháu 20, 15 thôi cháu lấy mấy. Ba. Quá tươi luôn. Ba cân cho cháu mấy cân này? Mới cân nhà luôn hả cháu? Đấy. Chôm miền Nam đây ngon lắm cả nhà ơi. Đây. Đấy. Bà căng túi ra. Bà bóc hộ cháu quả này bác. Bà bóc hộ cháu với. Cháu đang bận tay một tí. Đấy, tối đến ủng hộ cho bà nhá. Để bà về sớm nhá. Chôm chôm cùng em nhé, chôm chôm Tiền Giang nhá, ngọt lắm. Em đang đi trải nghiệm chợ Vĩnh Long. Chôm chôm ngon lắm này cả nhà này. Đủ chưa bà ơi, đủ tiền chưa? Em mời cả nhà nhá. Cây ngon vườn ở cây xuống nhé. Đấy, tôm cá rất là ngon. Tươi ngon. Chợ đêm không? Chơi lượn vào trong này tí đi. Không ngon đâu. Đủ 30.000 ký bao ngọt. Sáng mai ra chắc là đầy do anh ngủ. Ở trong chợ này bán gì em? Ở cái khu trong này á? Khu rau củ quả đấy à? Ok, chị cảm ơn nhá. Chị xin nhá. Chị xin xe nhá. Cua biển Cà Mau 30.000 con. Đấy, chợ Vĩnh Long đây cả nhà nha. Em xin phép chào cả nhà nha. Em được tắt live stream đây.